Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúa tể của các loài phim sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ phim lãng mạn thuộc đề tài bách hợp. Bộ phim Biệt Tao quay trở lại nước Anh những năm 1840 khi mà xã hội có sự phân biệt giai cấp rõ rệt, đồng thời vị thế của người phụ nữ không hề được coi trọng. Ở đó ta bắt gặp hình bóng hai người phụ nữ lẻ loi, cô độc, số phận cho họ được gặp nhau rồi từ đó dần nảy sinh tình cảm, thứ tình cảm sưởi ấm hai linh hồn lạnh lẽo giữa đời. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Mở đầu phim là cảnh những người đàn ông khiêng vào bảo tàng hóa thạch một con thằn lằn biển được tìm thấy bởi cô Mary Enning tại Lam Regis. Và cũng rất nhanh sau đó, bảng tên của Mary bị bỏ đi và thay bằng tên một người đàn ông khác. Trong khi đó, nữ chính Mary, một nhà sưu tầm, nhà nghiên cứu sinh vật cổ đang sinh sống tại Lim với người mẹ già. Họ kiếm sống bằng việc bán những viên đá hóa thạch do Mary kiếm được ngoài biển cho du khách. Vì vậy, ngày nào mẹ Mary cũng hối thúc cô đi biển từ sớm tìm kiếm nguyên liệu. Cô rất chăm chỉ vì đây không chỉ là nguồn thu của cả gia đình mà là đam mê của cô nữa. Do xuất thân từ gia đình nghèo, công việc lại vất vả nên quần áo trên người Mary luôn thô kệch, đen đúa, khác hẳn những người phụ nữ khác. Đi làm về, cô trà kỹ chân tay lấm lem đất cát rồi thay đồ cùng mẹ ăn trưa. Mẹ cô lúc nào cũng mân mê những bức tượng mà bà coi như là con đẻ. Bữa trưa của hai mẹ con rất đạm bạc, mỗi người chỉ có một quả trứng cùng chút nước súp. Mẹ cô đập trứng ra, phát hiện đó là trứng vịt lộn, liền giật mình đổ đi. Đoạn này thực sự không có gì quan trọng, tự dưng làm mình thèm trứng vịt lộn nên thêm vào thế thôi. Khi Mary đang làm việc, một người đàn ông giàu có bảnh bao bước vào. Tên anh ta là Roderick. Anh này đã nghe nhiều về cô tại hội địa lý London và tỏ lòng ngưỡng mộ. Trước fan cứng lâu năm, Mary tâm bất biến dội cho Roderick hết gáo nước lạnh này đến gáo nước lạnh khác. Cô còn thẳng thừng nhắc nhở Salop, vợ Roderick, vì tội tay máy đồ trong cửa hàng. Nhưng đối với một fan chân chính thì thấy có là gì? Anh ta không chỉ sẵn sàng mua mảnh cúc đá Mary mới tìm về mà còn muốn làm việc cùng Mary trên bờ biển. Đương nhiên còn đính kèm một khoản phí không hề nhỏ. Với điều kiện như vậy, cô không có lý do để từ chối. Mới nhìn ai cũng tưởng anh này là nam chính ngôn tình, hóa ra lại là nam phụ bách hợp. Tối đó, Roderick cùng với Salop đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Anh ta không cho cô cơ hội mở miệng, ngồi bàn nào, bản thân cô ăn gì đều là anh ta quyết định. Chính vì lẽ đó, Salop lúc nào cũng trưng ra gương mặt ủ rột vô hồn. Đến đêm, Mary trong đèn tiếp tục công việc nghiên cứu ở một diễn biến khác. Roderick về nhà thoát y trước mặt vợ, sau đó leo lên giường. Salop chỉ mới lân la đến gần, anh ta đã nói, giờ chưa phải là lúc sinh thêm em bé, rồi lạnh lùng quay lưng đi trước sự ngỡ ngàng của vợ. Bày hết ra rồi lại không cho người ta ăn, thế là thế nào? Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn, Roderick hồ hởi lo dò ra biển tìm Mary. Cô phân loại những viên đá anh ta tìm được, hầu hết là đồ bỏ đi. Chỉ có một viên hóa thạch phân làm cô thấy hứng thú. Roderick bày vẻ mặt khát khao học hỏi, Mary cũng tận tình chỉ dạy. Hai người chăm chú nhìn viên đá rất nghiêm túc, nếu không kể đến việc họ đang nhìn vào một viên đá mà theo đúng nghĩa đen là cục phân để lâu năm. Có lẽ khái niệm này quá mới mẻ nên Roderick ngạc nhiên hỏi, tại sao? Sao cơ? Mary không để ý quay đi nói, đúng vậy, cứt đấy. Quay về, Roderick bắt Salop đi dạo cùng mình, bất chấp việc cô rất không tình nguyện. Anh than phiền cô lúc nào cũng ủ rột, anh ta nghĩ cô không đủ sức khỏe để đi cùng mình ra nước ngoài khám phá những di tích cổ, lấy lý do bác sĩ bắt phải nghỉ ngơi. Roderick để lại cô một mình ở Lim rồi giờ đi. Trước khi đi, Roderick đã tìm đến Mary nói rằng vợ mình không khỏe và có vẻ hơi chậm uất, kết hợp với việc trước đó anh ta không muốn sinh thêm bé, mặc dù vợ chồng họ không đi cùng đứa bé nào. Và chuyện bác sĩ nói Salop cần nghỉ ngơi hồi phục, có lẽ đạo diễn muốn ám chỉ việc cô ấy vừa sảy thai, anh ta muốn Mary trong thời gian hơn một tháng này trông nom giúp vợ mình. Mary đương nhiên là cảm thấy chuyện này rất phiền phức nhưng cũng không biết phải nói gì để từ chối. Dù đã đi rồi, Roderick cũng không quên dặn người hầu giúp Salop thay đồ. Ép cô ra ngoài đi dạo, cô tức giận ném đồ vào cô hầu gái nhưng vẫn phải ra ngoài. Salop đến gặp Mary, tính cách của Mary bắt đầu biểu hiện rất rõ ràng. Một mặt cô chỉ lo việc của mình nhưng mặt khác cô quan tâm Salop từ những chi tiết rất nhỏ nhặt. Cô đưa cho Salop một đôi giày để đi trên sỏi, cô chia một nửa bữa sáng của mình cho Salop. Tiếc là họ ở hai thế giới quá khác biệt, Salop là một tiểu thư quý phái trong khi Mary chỉ là một người phụ nữ nghèo nhặt đá qua ngày để kiếm sống. Một khi bắt tay vào công việc, Mary không để ý gì đến xung quanh, trong khi Salop ngồi thơ thẩn một mình nhìn những con sóng dữ. Khi Mary nhìn lên vách đá, đột nhiên Salop lại gần và hỏi, đó là gì vậy? Cô nói với Mary, chồng mình bảo Mary sẽ dạy cô về công việc sưu tầm hóa thạch, nhưng đối với Mary, cô chỉ nhận tiền để đi cùng với Salop. Salop có làm gì, muốn tắm biển hay đi dạo thì cô cũng kệ. Salop bối rối đem chồng ra làm lý do, Mary đã thẳng thừng trả lời, chồng cô bỏ cô lại đây. Cảm thấy bị xúc phạm, Salop quyết định tự mình đi tắm biển. Nói thêm một chút, công việc thu thập hóa thạch của Mary chủ yếu diễn ra vào mùa đông, nên việc nảy ra ý tưởng tắm biển vào mùa này nghe có vẻ điên rồ. Salop đi ra một chút đã bị sóng đánh giạt vào bờ. Hôm sau quả nhiên Salop bị ốm, cửa vừa mở ra cô đã ngã vào lòng Mary, mặc dù trước đó đi bộ từ khách sạn đến nhưng không xỉu dọc đường. Bác sĩ nói Salop bị sốt cao cần người chăm sóc. Mary ban đầu từ chối, bác sĩ nói chị em phụ nữ các cô nên chăm sóc lẫn nhau, không phải sao? Đến đây Mary chẳng biết trả lời như thế nào, đành im lặng. Mẹ Mary biết chuyện rất khó chịu, bà vừa lau những bức tượng vừa than phiền về việc này sẽ ảnh hưởng đến thời gian kiếm tiền của Mary. Bà ép cô viết thư cho chồng Salop đòi thêm chi phí chăm sóc. Mặc dù vậy Mary vẫn tận tâm Salop. Nửa đêm Salop mê sảng liên tục nói mình chưa kịp nhìn thấy mặt con. Mary luôn túc trực bên cô. Ngày hôm sau cô đi mua dầu bôi cho Salop, bà chủ cửa hàng Elizabeth nắm lấy tay Mary nói mình không lấy tiền của cô. Mary kiên quyết trả lại. Trước khi Mary quay lưng đi, bà ta ngỏ ý rủ cô vào nhà nhưng bị Mary từ chối. Về nhà Mary bôi dầu lên tay, hà hơi vào cho thật nóng, rồi bôi lên người Salop. Salop dễ chịu, rên lên một tiếng. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Mary, nhưng ngay lập tức cô gạt đi, quay lại làm việc như bình thường. Sau khi Salop tỉnh lại, bác sĩ đến xem bệnh cho cô và khen ngợi Mary hết lời vì Salop đã hồi phục hoàn toàn.
Salus muốn ra ngoài đi dạo. Mary chỉ hỏi cô cảm thấy khỏe hẳn chưa rồi bỏ cửa hàng, đưa Salus đi trước sự ngạc nhiên của bà mẹ. Trên bờ biển, Salus thoải mái ngắm biển, hít thở không khí trong lành. Còn Mary chăm chú ngắm cô, ngay cả khi Salus cởi giày ra cho thoải mái, đôi mắt Mary cũng không tự chủ mà rời xuống đôi bàn chân xinh đẹp ấy. Khi Mary chuẩn bị bữa trưa, Salus đề nghị giúp đỡ nhưng cô cơ bản không biết dùng dao. Mary đành nhờ cô đi lấy than. Ngờ đâu Salus quá yếu ớt nên té ngã làm đổ hết than ra ngoài. Cô quay trở lại với gương mặt lấm lem cùng nụ cười trên môi. Ngay sau đó cô quỳ thụp xuống sàn khóc lớn. Mary không còn biết làm cách nào khác hơn là ôm cô vào lòng. Tối đến, Mary để Salus thử gắn vỏ sò lên chiếc gương để trang trí. Salus hỏi cô về chuyện con cái. Mary cằn nhằn, cô hỏi nhiều nhưng vẫn trải lòng. Cô không có con, mẹ cô có đến 10 đứa con nhưng 8 người đều chết khi còn bé. Cô cảm thấy có công việc là đủ, không con cái cũng không sao. Mary sau nhiều ngày mệt mỏi vì phải ngủ trên ghế cuối cùng cũng đồng ý ngủ chung giường với Salus. Sáng ra, Salus lau chùi những bức tượng của mẹ Mary như bà vẫn hay làm. Mẹ Mary bắt gặp rất tức giận, đúng lúc đó bác sĩ bước vào, đưa cho Mary tấm vé mời tham gia hòa nhạc. Mary hỏi vé mời của Salus đâu. Ông bác sĩ bối rối nói ông nghĩ cô ấy chưa đủ khỏe để tham gia một sự kiện ồn ào. Mary kiên quyết từ chối, đề nghị Salus cùng đi với mình. Bác sĩ bất đắc dĩ đồng ý. Salus ăn mặc trang điểm lộng lẫy cho buổi hòa nhạc bước vào phòng. Mary nhìn cô không rời mắt, hai người nhìn nhau ngượng ngùng. Họ nắm chặt tay nhau trước khi bước vào buổi hòa nhạc. Sự kiện này hiển nhiên không phù hợp với Mary, cô tránh mặt ra ngoài hút thuốc. Salus thì nhanh chóng gia nhập cùng những người khác. Cô làm quen với bà Elizabeth, hai người thậm chí ngồi cạnh nhau lúc họ nghe nhạc, trong khi Mary chỉ có thể ở hàng ghế cuối quan sát. Khi không thể chịu đựng được nữa, cô lặng lẽ bỏ về một mình. Ngoài trời mưa tầm tã, trước khi đi cô vẫn nhìn vào trong qua ô cửa sổ, thấy Salus vui vẻ cùng mọi người cười nói. Khoảng cách giữa họ lúc này không phải là ô cửa nhỏ trước mặt mà là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Salus về nhà bắt gặp Mary đang hí hoáy viết nhật ký. Cô nặng nặc giành cuốn nhật ký từ tay Mary. Bên trong Mary viết: lẽ nào do tôi cô đơn, trong giấc mơ, dáng hình mà tôi thấy nghĩ về tôi và cũng yêu tôi. Tôi bừng tỉnh, ảo ảnh tan biến, tôi khóc trong đơn độc. Đọc xong, Salus nhìn Mary nói: hôm nay cô là người thú vị nhất ở đó và là người đẹp nhất trong mắt tôi. Salus từ từ nắm lấy tay Mary. Mary chỉ im lặng rút lại. Hôm sau, Salus vui vẻ ra biển cùng Mary. Cô nhìn thấy một hòn đá lăn xuống, liền chỉ cho Mary. Nhưng Mary nghĩ rằng nó to quá không mang về được. Salus chẳng quan tâm, cô dùng tay đào bới. Mary thấy vậy lấy ra một cái sảnh nhỏ đưa cho cô. Hai người cùng nhau khiêng hòn đá về. Tối đó trước khi đi ngủ, Salus hôn chúc ngủ ngon Mary. Ngờ đâu sự đụng chạm ấy khơi gợi lên ngọn lửa đã từ lâu âm ỉ. Hai người một khi đã tiếp xúc thì không muốn tách rời. Tình cảm bấy lâu không cần che giấu nữa, cứ thế họ trải qua một đêm dây dưa không dứt. Hôm sau là một ngày nắng đẹp, Mary cởi bớt quần áo xuống tắm biển. Salus cũng chạy theo. Hai kẻ yêu nhau say trong men tình, quấn quýt nhau như thể cả thế giới chỉ có mình họ. Bữa trưa, mẹ Mary đưa cho Salus bức thư từ Roderick. Đọc xong, Salus buồn bã bỏ vào phòng. Roderick trở về, anh ta đã đặt xe ngựa đón Salus về lại London. Giống như bữa tiệc đến lúc tàn, cả hai biết rằng thời gian bên nhau không còn nhiều. Đêm đó là một đêm triền miên và nồng cháy giữa ánh nến phập phồng. Họ vội vàng, vù vập, mãnh liệt và ngọt ngào. Trong một khoảnh khắc, họ bất chấp tất cả, họ thuộc về nhau. Sáng hôm sau, Salus đóng gói hành lý lên xe ngựa rời đi. Đôi mắt cô chỉ nhìn một mình Mary, cứ thế khóc nức nở. Thiếu vắng Salus, cuộc sống của Mary trở lại chuỗi ngày nhàm chán vốn có. Cô ngăn mẹ mình bán chiếc gương gắn vỏ sò hai người làm cùng nhau. Với Mary chẳng có gì ngoài công việc và người mẹ già đau yếu. Nhưng đúng lúc này, mẹ cô đột ngột qua đời. Một ngày nọ cô nhận được thư từ Salus, vậy là cô lên tàu đến London thăm người mình vẫn hằng nhớ nhung. Đến nơi cô thấy tủ kính trong nhà họ bày rất nhiều hóa thạch sưu tầm được dưới tên Roderick. Nhưng một trong số chúng là đá hoa cúc mà Roderick mua lại từ Mary. Có vẻ như Salus đã dán đè tên cô lên tên chồng mình. Salus lúc này bước vào phòng, chạy vội đến ôm Mary. Cô hôn Mary ngay trước mặt người hầu gái mặc cho Mary ngăn cản. Khi người hầu gái rời đi, họ hôn nhau thật sâu, bù lại cho tất cả khoảng thời gian xa cách. Salus hào hứng dẫn Mary lên lầu, nơi cô chuẩn bị sẵn một căn phòng. Cô nói từ nay, đây sẽ là phòng của Mary. Cô vui vẻ giới thiệu tất cả mọi người, không chú ý rằng gương mặt Mary đang trở nên cứng nhắc. Mary nói với Salus, mình cảm thấy như bị lừa. Salus đã không nói trước với cô chuyện này, mọi thứ cứ như sắp đặt sẵn chờ cô bước vào. Một người tự trọng cao như Mary không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Cô còn cuộc sống riêng, còn công việc của mình. Cô không muốn trở thành thứ đồ vật tiếp theo trong bộ sưu tập của gia đình Murchison được bày trong tủ kính. Mary kiên quyết bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Salus. Mary đến thăm bảo tàng nơi cô nhìn thấy hóa thạch thằn lằn mình tìm được đặt dưới tên người khác. Cô chăm chú nhìn đứa con tinh thần của mình. Lúc này trước mặt cô là Salus. Hai người nhìn nhau thật lâu giữa viện bảo tàng đông người qua lại. Bộ phim kết thúc. Bộ phim có cái kết giang dở để lại một dấu chấm hỏi trong lòng người xem. Nhưng đây là lần đầu tiên một bộ phim với kết mở không làm mình hụt hẫng. Đặt mình vào bối cảnh thời bấy giờ, chuyện tình của Mary và Salus dẫu có đẹp như trong tiểu thuyết cũng khó lòng đi đến một cái kết viên mãn. Có lẽ dừng lại ở đây là đúng lúc, để lại trong lòng người xem những cảm xúc tốt đẹp về một chuyện tình buồn. Thực tế, cả ba nhân vật Mary, vợ chồng Roderick, Salus đều là những nhân vật hoàn toàn có thật. Họ đều rất nổi tiếng, đặc biệt là Mary với những đóng góp của mình cho ngành nghiên cứu sinh vật cổ. Những câu chuyện trong phim là hư cấu, Mary Salus là bạn thân nhưng không có bằng chứng xác thực rằng họ có quan hệ trên mức tình bạn. Đạo diễn có lẽ đã lường trước được điều này khi không ngần ngại bày tỏ quan điểm, những điều được ghi chép lại trong lịch sử đều đúng và ngược lại. Nếu bạn không để ý, hãy để phần còn lại cho trí tưởng tượng, rằng vào thời bấy giờ, có những chuyện tình đồng tính đẹp và đáng để được kể lại như vậy. Bạn nghĩ gì về bộ phim? Bạn mong chờ điều gì? Bạn mong chờ điều gì ở những video tiếp theo? Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo đến từ chúa tể của các loài phim.